lần tôi nhét vô mới chạy tới chỗ bác ông Lâm mới giật. Ông giật có mấy tức bơ vô nó đè nó quay lên mấy cái thằng cái thằng thằng đó quá trời, cái chuyện vô tấu chua lên tới cộng đồng mạng ra nước ngoài người ta coi cái đó là quá trời tệ người của ông Lâm đó đúng không? Dạ dạ. Ừ, bởi vì bà Năm đó một cái con chim chép của bà quá trời nước mà tới 13 năm không ai động vô mà sợ là cái đêm khuya lại tới ông Năm sợ nó hết nước đi. Dạ. Quần kỳ áo ngược kỳ đó là cũng chẳng vô đặng mà xuống cho ông Năm đặng cho ông giặt cũng ông giặt rồi rồi đâu mà mấy bơ đâu mà nó vừa ông vừa giặt nó lấy máy ra mà để nó quay lên cho cộng đồng mạng tới nước ngoài người ta nhìn thấy á. Dạ chú. Dạ. Ừ, cho ông Năm thù riêng đó với bà Văn có thấy. Ừ, là mất cái kép của bà quá trời. Sáng bà đi ra bà giặt đồ đâu có nổi. Ừ, phải bắt ông Năm giặt rồi mới kích bơ đâu lặng nó quay lại lặng nó nghe cái mùi chân kép 13 năm của bà Văn á. Ừ, nó quay lại lặng mà nó hưởng thụ với ông Năm già đó đó. Dạ. Ủa hết chuyện rồi đè đi quay quần kỳ áo ngực rồi bóp rồi giặt rồi đưa lên cho cộng đồng mạng nước trong nước ngoài ta nhìn thấy đền ông gì mà nó tồi thối thác trên xã hội chưa? Chú Năm kỳ quá. Mà cái hành động đó là đúng ra là làm YouTube á, người ta phải cắt mấy cái đó đúng không chú? Còn cái này đúng á, rồi, để cái luôn. Đó, cái đó là bởi vì là tức là hướng dẫn ổng mà đâu mà vừa bán mà kêu ổng lấy thau đồ ra mà giặt mà lấy mà ổng bóp cái quần kỳ rồi đốt áo ngực rồi ổng bóp ổng dở lên. Nó ông đưa vậy rồi cộng đồng mạng nước trong nước ngoài người ta thế giới người ta coi đó người Việt Nam mà đình ông gì mà mới ta lại điên đâu mà lột quần lòng áo ngực người ta mà bóp mà giặt ở đó rồi bằng đêm đó rồi chắc cô bằng cái con chim chết của bà Văn này rồi sáng rồi bà bán đi ra đâu có nổi nằm chèm bẹp luôn rồi ông giặt con chim chép khổng lồ cũng làm cái chuyện đình ông mình nó làm cái xấu cho trên cái đời của đình ông của cái nước Việt Nam của mình đó. Ủa thấy người nước ngoài người ta đâu có bao giờ nào người ta làm cái tình trạng này. Chú Năm có 102 chú. Tình yêu tới nước tới nơi chú. Tôi thấy bất cốc là chưa có trên đời nào mà thấy như ra ông này. Đó, dạ, là bà chú Văn ơi. Này là bao. Chú ơi, chú ơi, chú nói chú ráng kiềm chế cái cảm xúc lại chứ nhiều khi cảm xúc dâng tràn quá chú chửi thề là chết con nha chú. Ráng kèm lại nha, đừng chửi thề nha chú. Tại vì mình tức cái ông này quá trời. Dạ. Không làm cái gì đâu mà phải giờ cho dân chúng người ta còn kính nể. Còn làm ông giết mà nó tới lộ mà tới cộng đồng mạng giờ nó lên tá lả trên cộng đồng mạng là vì ổng với bà Văn này xong rồi. Dạ, với lại cái vụ mà Mạnh Thường Quân mà tài trợ cho 100 triệu đó, cái vấn đề đó là theo như ý chú như nào, chú nghĩ là cái vấn đề đó có không chú? Cái đó đó là mình suy nghĩ đó là chắc suy nghĩ là cái hiện trường thôi đó. Chứ bây giờ cái người nào á bây giờ người ta kia chuẩn bị 100 triệu đi, nếu người ta coi á thà người ta đi cái đứa con từ thiện là cho cái chỗ bệnh viện của Chợ Rẫy thành phố đó. Bây giờ á một người đóng góp vô 1 triệu 2 triệu để cho ông cưới vợ á, nó thà 1 triệu 1 triệu đó mình đóng vô cho cái những cái đứa con không đồng người ta, nó những người ta ăn một cái hộp cơm đó là những cái người ta để mà người ta có cái sự mà ấm lòng của người ta đó. Chứ đâu phải mình còn tay còn chân mà mình là đại gia, là người đại gia mà có giường tàu riêng mà lên cái đưa 1 triệu cái lấy 1 triệu 2 triệu lấy 2 triệu mà nghe những đồng tiền ở đâu thì muốn thò tay để một kiếm được đồng tiền của cô bác người ta đúng không? Dạ đúng rồi chú. Cái đó là bởi vì anh dòm thấy á là những tức bơ á nó lại nó muốn lại quay á là thấy là hướng dẫn ổng dạy ổng này dạy ổng cái kia đó rồi vô á rồi nấu ăn nấu uống rồi kêu ổng á là tối nay là ổng nói là để tối nay ổng lựa cho ở lại ổng lượm cái thằng rồi tối ổng hút bọng này đó là mười mấy năm mà chưa ai hút cái nước gì đó. Chưa có ai trên đời mà mình lên cái giận mà luôn tức là để mình nói cho cộng đồng mạng người ta nghe cái cỡ đó. Chú Năm sầu riêng này quá trời rồi. Cái đó mà mười mấy năm kiểu đó mà coi như mà để lên một cái coi như bao nhiêu nước đổ ra chắc sạch hết luôn á. Thì đó bởi vậy đó ổng nói là 13 năm rồi đó để tối cho ở lại lần tối ông hút bọng mà ông hút một cái dữ lắm bởi vì là 13 năm mà từ ở trên chợ mà chạy xuống mà chạy tới lạc đường một cái kia đó
bởi vậy là nước quá trời nước đi, bởi vậy đó là mấy quần tì áo ngực chị mới nhét tẩm vô đặng xuống đằng trong đâm ống hút để em thôi là đi dọc đường nó ra nước khác và xuống đâm lấy dụng hút. Ông rút đó, ông rút cái đầu quần tì áo ngực đó thì sáng đó là ông còn uổng cái nước đó nữa, sáng ông mới lấy ra ông giặt sớm á, tặng đưa trên cổ từ cộng đồng mạng cho người ta coi. Dạ nói chứ dạ. Những cái hành động đó thì nếu như mình đưa lên trên mạng xã hội thì nó rất là phản cảm đúng không, thay vì những cái đoạn, những cái khúc phim đó mình cắt mình bỏ đi, những cái gì cho nó đẹp đẹp chút xíu mình đưa lên, giống như là mình bảo vệ nhân vật luôn, giống như là mình giữ lại những cái di sản văn hóa cũng như của cái dân tộc đúng không chú, gì đâu mà đưa đúng lên rồi. Tào lao mía lao gì đó đúng không? Rồi cái đó là do style của mà là mấy đứa em youtuber đó, ví dụ á là mình thấy ông đang giặt đồ đi nữa mình cũng không bao giờ là mình quay chỗ đó, mình phải né qua chỗ khác mình đi nói chuyện những gì đó, hay là kêu muốn lại nói chuyện với ổng đi này kia hỏi thành phần đi thì mình kêu ổng ngưng cái phần đó đi rồi mình lại mình nói chuyện quay chỗ này chỗ kia đi chứ ai đâu mà cho ông ngồi ông bóp từ cái quần từ cái áo ngực mà dơ lên đúng không đó, rồi đau tập bơ đó mình ngồi đó mình kêu ổng mà đi làm gì. Dạ chú. Dạ, bởi vì lên người bôi bác là cái người đàn ông của Việt Nam mình rồi tất cả ảnh hưởng. Quá ảnh hưởng luôn chú. Tôi nó không có giống ai chứ. Dạ. Rồi mới đây thì bả và con bả qua lấy xe. Rồi bả là đi về nhà mà cái chiêu mà lấy xe này chắc có lẽ là bả có sắp xếp để mà bả trốn ổng đó. Rồi cái nghe nói ai bồi ai mà tài trợ cho 100 triệu đó rồi ổng qua ổng mới rước về, rồi giờ về đi sắm đồ Noel đồ này kia rồi chú ngon lành. Tại vì hồi trưa này đó là chú mới coi đó là thấy ổng đồ đi qua đặng mà năn nỉ đó, năn nỉ kêu bả về hồi lúc mà chưa có vụ tiền á là bả đi là bả kêu bả mời là thứ hai qua về không, bả nói không đó là bả ổng giơ tay nó không về thì chia tay luôn. Đó, rồi đâu nghe cái tình trạng kia. Nếu mà bà này á, bà nghe về cái phần kia đó là bà về á, bởi vì 13 năm rồi. Đó là ổng qua đây ổng chưa có hút bọng được. Nếu về đợt này á là ổng hút bọng cái nữa là đặng cho nó phơi khô cái nữa. Tôi nói trước á, đặng mà phơi khô luôn. Bỏ duyên luôn. Thôi có cái chuyện này, nếu mà cái bà Văn này bà nghe là cái thờ tình cái mà cô bác người ta đóng góp lên chữ này đó là bà không bao giờ là cái tắc thấy rồi bà thì mình trốn đi nơi khác luôn chứ không bao giờ nào mà con cái hay là cha mẹ chứ này chắc tối ngày mình mở điện thoại ra coi chắc là trốn dữ lắm luôn á. Cứ dịch mạng lên là thấy chú Nam, thấy chú Nam. Cả anh, cả chị, cả dòng, cả họ, trời ơi, ví dụ mình có chồng thì mình chồng cũng đâu đó tính yên điềm đâu mà đưa lên. Đó, rồi quay vô gình hung ông này, ông năm này gình vô hung cái ổng để ông rủ trở lại đằng tối ông lộn cái trời ơi mà nói trên mạng cho tất cả là cô bác người ta nghe kiểu đó. Chú Năm này sung quá trời sung rồi bởi vậy trời ơi cũng coi là trên này chứ nghe là ai cũng là không có đồng tình với ông Năm với cái chị Văn này hết trơn, cũng mình có ngứa quá cũng từ từ mình ngứa. Đâu mà bà kia bà vừa ra đi thì là điện thoại là nhào vô đặng mà kiếm cái đồng tiền mà của lưu cúp đặng mà chọn đồng mạng người ta chưa giỏi. Trời đất ơi mình còn tay còn chân đó, mình còn buôn còn bán được, mình còn giường tàu riêng được thì mình đâu có nơi thì cầm những cái đồng tiền đó. Những đồng tiền đó là mình để hướng dẫn lại là cho những đứa trẻ mồ côi đó, người tàn tật người già tên em ơn đó, mình hưởng vô 100 hay 50 gì đó là mình cũng có cái phước cái đất cái đâu mình để rồi mình ôm mình chọn ở đây đặng mình mua đồ mình nhậu mình ăn đặng mà tối đặng mình dọc cái con sò con nghiêu đó cho nó đã tay. Chú Nam ổng thích nhậu sò nhậu nghiêu mà đó, thì bởi vậy là ổng cầm số tiền đó đặng mà quay chở rồi người mua đồ về tẩm bộ rồi này kia nó đặng tối đặng mà thức đêm đồ đặng canh đặng cho con sò con nghiêu đồ cho nó chảy nước rồi chơi nữa. Câu thiệt á là thấy nóng không luôn á, giơ tay lên á thì nước trời nước trong nước ngoài rồi không à đó. Mà đưa 1 triệu thì lượm 1 triệu mà đại gia sầu riêng á. Đại gia sầu riêng hơi ốm hả chú ha? Đó, vậy là cho mà chú gửi đôi lời nhiêu đó ha. Rồi tôi để coi có hả? Cho con hỏi cái này nữa nha chú. Trời.
Giờ đó là chú thấy cái cuộc tình của bà Dân với lại ông Năm Sầu Riêng này đó, là chú đoán đó là cái thời gian nó được bao lâu chứ? Chắc cái thời gian này đó là nó không có được dài đâu, bởi vì cộng đồng mạng người ta lên kiểu này đó là bà về, lúc mà bà Dân này đó, là cái bữa mà xe mà đưa bà về mà bắt cầm cái nón bảo hiểm mới vô cái quán cà phê đó, nghe là bữa đó cái mặt của bà là nó mới tị rồi. Đúng không? Dạ. Cái bữa đó là để mà đưa bác về tới cái quán cà phê, bác cầm cái nón bảo hiểm mới vô lặn uống quán cà phê đó, là thấy cái mặt bác xuống rồi đó. Bởi vì mấy đêm đó là ông Năm này đó là ông dẫn cái con Nghiêu quá trời là về, là không biết ảnh có cho tiền mà để mua con cái dân mà để chứ có con Nghiêu lại không á. Không biết sao mà chú Năm thích ăn sò ăn Nghiêu quá hả chú ha? Thấy nó là cuốn rồi mà có chắc có thể là nghe được một cái phần tiền này á, hỗ trợ á, rồi cái dạng mà vừa mà người ta dặn dựng á, rồi đặng mà muốn quay trở lại á, đặng cho bên đông tốc đặng kéo quay thêm thời gian nữa. Dạ. Ừ. Chứ cái này á là ngày trước ta thì cũng phải là rồi bến thôi, bởi vì ăn năn này đó là ổng đâu có làm gì, nghe nói là ăn nhậu rồi này kia, những người đàn nghe thì là không thân có tiền á thì ổng về vô để ổng chiếm thôi đó. Thì mình biết á là trước sau gì á là cũng phải rời bến, nhưng mà cái thời gian lâu hay mau thôi. Ví dụ như bây giờ chú cháu mình thử dự đoán đi, ví dụ như một tuần hay là hai tuần hay là một tháng hay hai tháng gì đó, như theo con thì chắc có lẽ là nếu như cầm cự dữ lắm thì chắc chừng hai tháng đổ lại rồi chú ơi. Mà nếu mà chú đoán á, cái thí dụ á, mình suy đoán á là nếu cái người nào mà có đứng ra khả năng mà nếu cho được số tiền á thì nó cũng sống không được lâu. Bởi nếu cho số tiền rồi đặng hai người là cắn chia qua chia lại rồi hết thì cũng phải là chia tay thôi. Đó, bởi vì cái ý đồ của ông Năm này là ông sống không có được bền vững với người nào. Đó, một cái chị nào đó là đứa con mà là cho đưa cho 7 triệu rồi mượn người ta 1 triệu nữa đó, là tới thời điểm này đó, đó thì cũng là cũng đi lường gạt người ta. Đó, còn bây giờ nghe cái thông tin này đó là để lường gạt, để chia tiền thôi. Đó, còn cái sống bền bỉ là không bao giờ là có rồi. Nếu mà về bền bỉ đó, bà Dân này nó không có tiền bên mà lưu cấp mà hỗ trợ, người ta không hỗ trợ nữa thì không có con đường nào mà để mà có đồng tiền mà để sống xe chở đâu. Dạ chú. Dạ. Con thấy là hình như là bà Dân đã muốn quay xe rồi đấy chú. Thì bởi vì ấy bà muốn quay về đã mất kiếm là kiếm thêm chút đỉnh tiền, mà nếu mà bà thời gian bây giờ bà ngưng thì còn đỡ, còn nếu mà bà về thời gian sau này nữa là tất cả là con cái bà, dòng họ chị em bên bà đó, là những cái xóm bà là các bà đi nơi khác bà ở, cái bà về đó là người là người ta không dám dòm bà rồi đó. Dạ. Thì cái tình hình này á, là con thấy á, là giữa áp lực con cái với lại xã hội, cộng đồng mạng, thì con nghĩ là bà Dân bà ở ông với ổng là không quá một tháng đâu. Chắc về ở chắc đâu phải chắc ở một tuần, mà nếu cái số tiền mà nó không có thì phải có một người một nơi đôi ngã chia ly luôn hả chú ha. Ừ. Mà nếu cái chị nào á mà dám mạnh mẽ mà đứng lên hứa cho 100 triệu đó, để 100 triệu đó hỗ trợ cho những cái bệnh viện, những cho biết tôn từ thiện đó, cho những cái hàng cái hạt cơm mà để cho cô bác người ta ăn những bữa cơm mà ấm lòng đó là nó còn hay hơn, mà để giúp vô mà để cho những người mà còn mạnh còn khỏe mà còn được giường tầng vừa đại gia giường thầu riêng nữa mà mình đưa cho chị đó, là cái đồng tiền của mình đó là bằng lên đưa như vậy đó, là cô bác trên xã hội thì đó là nó là người ta không có tính để là những cái chị đó đâu, đúng không? Dạ đúng rồi chú. Ừ. Nhờ như chú thấy đi. Những cái người mà với cái tính cách mà lên trên mạng làm ngông cuồng như vậy đó thì nói chung là những cái người đó người ta sống nó rất là buông thả, đúng không? Nó không có cái gì gọi là đạo đức gì đâu. Mày... Đúng rồi. Bởi vì người ta sống đang có cái đạo đức mà để suy nghĩ cái đồng tiền đó là cái chuyện gì đâu. Anh Năm Sầu Riêng mình ảnh là nếu mà có đồng tiền ảnh dơ lên là cảm ơn mà nước trong nước ngoài vậy thôi. Đó, chẳng ai có suy nghĩ
Mình là một người đại gia, là mình không có, mình sẽ bị chó nó xíu, chấp nhận lên, mình kiếm một người đại về cầu bạn. Nó trăm tuổi già với mình, nó là mình phải làm sao, mình phải có được những cái thằng mình đại gia, thằng riêng thì mình phải có những cái thằng tiền để mình lo. Đó, những là cái đám cưới là dù lớn dù nhỏ, một mâm cơm hay gì đó là cũng tự tiền túi của mình xuất ra. Chứ mình đừng có nghĩ là nhà những tiền của mình mình vô thần quân. Đó. Dạ đúng rồi chú. À, nãy giờ... nhà tiền của mình thành quân á, là mình đừng có xe phan, là mình là người đại gia tàu riêng bên nhân công gì đó, đó là mình nói sự thật, là mình không ruộng không đất không nhà không cửa đó, thì mình cũng kết nói đó, mình không có tiền đó, mình là không có làm ra tiền, không nhà không cửa gì đó, là có thể là mình cộng đồng mạng người ta giúp đỡ cho mình 5-3 triệu 10 triệu là làm đơn giản, là cái đó là cũng đúng, có không? Còn mình xe phan quá trời nha. Dạ, hồi nãy giờ nói chuyện con không biết chú tên gì ở đâu vậy chú? Vậy rồi, tên Tâm. Dạ. Tên Tâm ở Mỹ Tú. À, Mỹ Tú Sóc Trăng ha chú? Dạ. Dạ, dạ. Dạ rồi, con cảm ơn rất là nhiều những cái lời chia sẻ của chú. Rồi, mà mình coi từ nãy giờ với chú nói gì đó là nó có hơi sai khúc gì với trên đời không? Dạ thì những cái lời chú chia sẻ như vậy á, thì nói chung á, là cộng đồng người ta hình như là cũng đang nghĩ theo cái chiều hướng đó, tại vì ông Năm này ông quá trời rồi, theo như con là con cũng đồng tình với chú là vậy. Rồi, con... nghe, rồi khi nào rảnh rồi chú cháu mình điện nói chuyện thêm đó. Dạ rồi, con cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ rồi, chào tạm biệt chú. Thôi dì dẻo em đến kết thúc nha cô chú anh chị các bạn. Nếu mà cô chú anh chị các bạn thấy hữu ích thì cho em xin một like, một share và đăng ký để em có động lực em làm nhiều dẻo cho cô chú anh chị các bạn. Rồi chào các bạn ha.